Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, hôm nay cho biết hiện toàn bộ 2.261 mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1, F2 của 4 ca mắc COVID-19 tại thành phố đều đã cho kết quả âm tính. Liên quan đến 4 ca mắc mới này, cơ quan chức năng TP HCM đã khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để bảo đảm an toàn, hiệu quả phòng chống dịch. 655 trường hợp khác có liên quan cũng đã được lấy mẫu giám sát. Hiện 271 mẫu đã có kết quả âm tính, 384 mẫu đang đợi kết quả. Tới đây, TP HCM cũng sẽ mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao.